Và rất là dễ thương luôn. Các em chắc hẳn là rất là nhớ hai em Hachi Baby này của chị đúng không? Chị đã mở cách đây mấy tháng rồi đó. Và nhiều em rất là thích luôn. Và hôm nay chị gà chú quyết định là sẽ tìm bạn cho hai em Hachi Baby này. Tuy nhiên không phải là tìm một bạn baby tiếp, mà là tìm một bạn siêu to, siêu khổng lồ. Tinh tinh, đây là em ơi. Em xem đi, chị gà chú vừa sưu tầm được một em Hachi Mo. Wow, đây là một siêu phẩm luôn, các em thấy nè. Đó, nhìn vô đây. Đó, đây là giống như là baby tí hơn, còn đây là siêu to siêu khổng lồ. Nhưng mà chưa hết đâu các em ơi. Lúc mà chị cà chua mở cái em này ra thì các em sẽ rất rất là bất ngờ về cái sự to và cao của em này đó. Rồi, bây giờ chị sẽ cho các em xem bên ngoài trước nha. Đây nè, đây là em Lalacon, là em ở trong này đấy. Đây là trạng thái bình thường nha. Còn bên này, các bạn xem đi. Đó, rất là cao đúng không? Đây là lúc bạn ấy vươn mình đây. Đây, khi nào mà bạn ấy cao lên á, chúng ta sẽ rất là bất ngờ về chiều cao của bạn ấy. Ngoài ra thì bạn ấy còn có 250 cái âm thanh để chúng ta chơi đùa và tương tác đây. Thật là đã đúng không? Đẹp quá à. Cái vỏ quả trứng nè, màu hồng và có kim tuyến lấp la lấp lánh. Và có chữ Hachimo. Wow, wow, rất là to luôn. Cái chữ wow này á hả, có nghĩa là lúc mà mình gặp cái điều gì bất ngờ mình wow, đúng không em? Sốt ruột quá, muốn mở ra quá. Nhưng mà trước khi mở em này thì các em nhớ bấm tặng cho chị Gà Chu một like nè, bấm đăng ký kênh và bấm chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem cho vui nha. Rồi, chúng ta sẽ mở bằng cách là đặt cái đáy lên. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bảng hướng dẫn sử dụng. Đó, hướng dẫn ấp trứng và chơi đùa với em Hachimo Wow này. À, em ấy có tên là Lalacon nha các em. À, đây là thuộc hãng Spin Master. Và tất nhiên chị Gà Chua đã mua em Hachimo Wow này ở cửa hàng My Kingdom. Tại vì ở cửa hàng My Kingdom là chuyên bán đồ mới nhất mà chị Gà Chua cần. Rồi, chúng ta sẽ mở như thế này. Wow, ở đây chúng ta lại có thêm một bảng hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà đây là bằng các thứ tiếng mà người ta dịch ra trên thế giới. Còn cái bản này là của cửa hàng My Kingdom, người ta dịch ra tiếng Việt cho mình. Tại vì nhiều khi á, các bạn không có dịch được bằng tiếng Anh. Chúng ta xoay tròn cái khớp này. Rút ra. Chị vừa mới xoay để rút ra thì thôi, em Lalacon ở trong này á đang nói cái gì á, giống như đang nói chuyện vậy. Yeah. Của em ấy đang màu đỏ. Màu đỏ chắc là tức giận đúng không? Bây giờ chị sẽ mở cái lớp này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có mở hết đâu. À, các em hãy nhìn chị Gà Chua mở nhé. Em ấy đang cười đấy. Đang cười ở trong trứng. Đây là giai đoạn mà chị Gà Chua ấp trứng để nở bạn này ra đó. Bây giờ theo hướng dẫn thì chị sẽ lắc liên tục. Wow, có vẻ bạn đi đang rất là thích.
Mắt đã chuyển hướng sang lá cây rồi. Các em biết gì không? Khi mà bạn ấy sẵn sàng nở thì bạn ấy mắt sẽ nhấp nháy chuyển thành màu cầu vồng đó. Để bây giờ, để hỗ trợ bạn ấy nở thì chị sẽ bóc nốt cái lớp còn lại nha. Mắt chớp chớp rồi các em ơi. Có vẻ như là em ấy sắp muốn nở ra rồi đấy. Wow. Bạn ấy đã sẵn sàng để nở ra rồi. Bây giờ chị sẽ mở vỏ trứng lên nha. Wow. Không thể tin được. Một em Hatchimo ạ. Chị vừa mở được một em kỳ lân. Em này có tên là La La Con và màu tím. Chúng ta xem nè. Wow. Chị không ngờ cái cổ em ấy có thể hả cử động mà dài cao như vậy, xong rồi thụt xuống, xong rồi dài cao lên như vậy. Dễ thương quá hả. Chắc chị phải lấy em này ra khỏi vỏ trứng để xem như thế nào đi. Quá hồi hộp, quá bất ngờ. Tèn tèn tèn. Các em ơi, các em hãy xem nè. Bên này là Hachi Baby, còn bên này là Hachimon. Wow. Bạn kỳ lân có tên là La La Con đã gia nhập khu vườn cà chua. Bây giờ chúng ta sẽ xem xung quanh em ấy nhé. Em ấy có một đôi cánh. Đó. Chúng ta có thể cho lên như thế này hoặc là cụp xuống như thế này. Đó. Chắc là lúc là bay sẽ lên như thế này. Wow, rất là đẹp luôn. Chúng ta xem họa tiết nè. Cái này là bằng nhựa nha. Có trang trí họa tiết rất đẹp. Bạn ấy có hai cái tay như thế này và có cái sừng. Tại vì em ấy thuộc họ kỳ lân mà, chắc chắn là phải có sừng rồi đúng không? Đây là đôi mắt. Trên đôi mắt là phần giống như phần chân mày được vẽ rất là đẹp luôn. Còn đây gọi là cái miệng hoặc là cái mỏ. Bụng thì được trang trí bởi một cái lớp màu hồng như thế này. Tiếp theo, phần thân dưới thì phần dưới á thì sẽ có một cái lớp lông. Đây là lông mà nó dài hơn so với trên này nhá. Lông này thì sẽ có màu đen, màu tím, màu hồng, màu xanh nhạt các thứ, rất là đẹp và rất là mềm mịn luôn. Và đây là hai cái chân. Đó. Chân của bạn kỳ lân thì giống như là có cái móng nó tẻ ở giữa nè. Đó. Và tiếp theo là phía sau lưng. Wow, có một cái đuôi nó tiệp màu với cái phần thân dưới nè, rất là đẹp luôn. Wow. Đẹp quá à. Rồi, bây giờ chị sẽ đánh thức bạn ấy và để xem là bạn ấy muốn làm cái gì nha. Bạn ấy đang ngủ. Quên, trước khi đánh thức bạn ấy thì chị mở cái đồ ăn của bạn ấy trong này. Đây nè các em, đó, ngay cái góc. Mình lật lên và sẽ thấy một cái đồ ăn lẫn đồ chơi. Cái này là hình quả dâu. Rất là dễ thương luôn, bằng nhựa. Bên dưới này là nhựa cứng, còn bên trên này là nhựa mềm nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh thức em ấy. Bạn ấy đang dậy rồi. Ôi, xin lỗi em. Ôi, mắt màu đỏ là đang tức giận đấy. Ôi ôi, đúng là giống như em bé vậy đó. Mà thực ra ngồi lớn cũng vậy mà đúng không? Lúc mà mình đang ngủ tự nhiên có ai đó thức mình dậy, mình bực mình chứ còn. Xin lỗi em. Bạn ấy đang tức giận. Ôi, làm sao đây. Mắt đỏ ngầu luôn. Đang là cằn nhằn, rất là tức giận.
Rồi. À, mắt màu tím. Màu tím là đói bụng đấy. Đây, bây giờ màu tím đói bụng thì sẽ cho ăn nha. Màu vàng thì là muốn chơi. Rồi, chị sẽ sao vào đây. Sao vào đây nha. Bà thấy cười. Chắc là đang bị nhột. Thở dài. Rồi, bây giờ chúng sờ vào cái chân. Đó. Wow, cao thiệt là cao luôn nha em ơi. Lúc mà chúng ta sờ vào cái chân đó, đó là bạn ấy sẽ cao lên và sẽ tù xuống. Ôi, lúc tù xuống nghe tiếng. Ôi em này thực sự rất là nghịch luôn. Suốt ngày thở dài. À, chị quên giới thiệu với các em là em này sẽ có những cái vùng cảm biến. Ví dụ như bụng nè, đó, hai bàn chân nè, đó, trên trước trán và phía sau đầu như thế này. Màu xanh dương là mắt đang muốn gì đây ta? Để chị xem nhìn theo trong hướng dẫn thử xem. Tại vì mắt đổi màu rất là nhiều nên là nhiều khi chị phải xem trong này để biết. Ui, lại từ đầu chuyển sang màu vàng rồi. Màu vàng là muốn chơi đùa. Mình sẽ ôm em ấy lên và nghiêng qua nghiêng lại. Ui, mắt này màu tím ấy. Màu tím là đau bụng đấy. Ăn. Ừ. Thôi, em này hả? Chuyển cạm phá liên tục luôn. Ôi, lại màu tím rồi. Lại ăn. Ôi, lại màu vàng rồi. Rồi, ôm ấp vút bèn. Lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại. Đó, vút. Các em xem nè, cái cổ của bạn ấy giống như là cái lò xo vậy đó. Lúc lên, đó, kéo dài lên. Đó, kéo lên và kéo xuống ha. Rồi lúc lên á thì cái phần thân dưới này cũng kéo dài lên luôn. Còn cái cánh á thì nó cũng sẽ gập lên gập xuống à. Các em có thể thấy. Bạn này thật là hiếu động. Bạn này hả? Chị nghĩ để kìm hãm cái sự hiếu động này lại thì chị cà chua sẽ thôi miên bạn ấy. Các em có tin không? Chị cà chua vừa học được một thuật. Chị cà chua vừa học được một cái thuật thôi miên. Bây giờ nhà các em xem nè. 1, 2, 3. Chị sẽ giữ đầu và giữ phía sau của bạn ấy để cho mắt bạn ấy chuyển sang màu trắng. Chị đang thôi miên bạn Hachimo. Bạn ấy tự làm luôn. Đó, khi mắt chuyển sang màu trắng. Ngồi xuống nha. Đứng lên đi. Cao nữa nào, cao nữa. Là cao luôn. Tiếp theo chị sẽ đụng vào bụng cho bạn đi xuống. Đi xuống nào, xuống thôi. Xuống à, đi xuống. Đó, các em thấy chị có hay không? Bây giờ tiếp tục nha. Đi lên nào, lên. Sao tự nhiên bạn đi tỉnh rồi. Chị lại tiếp tục thôi miên. Yeah, lên. Đi xuống. Các em thấy chị gà chua có siêu không? À, bây giờ mình làm gì tiếp theo ta? À đúng rồi, cho bạn hát chi wo này, bạn la la con này hát nha, hát bài hát. Để bạn đi hát bài hát thì chúng ta sẽ có hai bài hát lận đó. À, một là chúng ta sẽ để tay vào bụng và một cái chân. Ha ha ha!
Thì em thấy bạn ấy ăn hát bài gì không? Tiếp tục. Đó, lúc mà chị chạm lên trán thì bạn ấy sẽ hát nhanh hơn đấy. Chạm bụng nha. Ngừng luôn. Em thấy có hay không? Rồi bây giờ chị sẽ giả cho bạn ấy bằng cách là ấn giữ phía trước và phía sau đầu. Đó. Rồi mình sẽ cho tiếp tục hát một bài phía bên này nữa. Này thật là hiếu động luôn á. Dễ thương. Chị chạm vào trán thì bạn ấy sẽ hát nhanh hơn, còn chạm vào bụng thì sẽ tự nhiên ngưng lại luôn, không hát nữa. Và bây giờ đứng đơ luôn rồi. Wow, tranh thủ bạn ấy đang đơ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đo chiều cao nha. Rồi, chị sẽ xem là bạn ấy cao bao nhiêu này. À, theo như ở trong bản hướng dẫn thì bạn này khi mà dài nhất là 82cm. Tôi gần 1m lận đó các em. Wow, vậy là bằng một em bé thật đấy. Rồi, dạ cho bạn ấy thôi. Hay không các em? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm. Chơi trò chơi trốn tìm thì chị sẽ đẩy nhẹ cái này. À quên, chị chưa cho các em xem kỹ cái này nha. Đây là cái vỏ, còn gọi là cái tổ của bạn ấy, là bằng nhựa nhá. Đó, nó không phải là giống như là cái vỏ mà hồi trước bạn, hai bạn này nè, nở ra thì mổ và mình sẽ phải bỏ cái phần trên cái vỏ đấy, tại vì nó đã hư rồi. Còn cái này nó sẽ không có hư. Thì bây giờ chị sẽ đầy lại. Không được cho em gian nha, chị đi trốn đây. Vậy đó hả? Chị phiên dịch. Rồi, chị sẽ mở ra nè. Peekaboo. Các em có nghe thấy là bạn ấy nói, lúc mà chị vừa mới mở ra bạn ấy peekaboo, tức là chắc là tìm ra rồi đó. Vui quá. Bây giờ làm lại một lần nữa nào. Bạn ấy đang màu vàng, tức là đang chơi, muốn chơi đấy. Ôm ấp vút ve nha. Rất là vui. Wow. Giống như là đang ôm một em bé mà kích thước thật vậy đó. Mà một em bé sơ sinh á, chị nghĩ còn nhỏ hơn em này luôn. Em này là một em bé được 2-3 tháng rồi đó. Các em biết không, chúng ta có rất là nhiều trò chơi với bạn Lalacon này. Bây giờ chị sẽ chơi một trò chơi mà chị nghĩ là rất là thú vị, là thu âm và phát lại. Thu âm và phát lại thì chúng ta sẽ giữ hai chân của em ấy. Hello, xin chào Lalacon. Hello, xin chào Lalacon. Chị phát hiện ra nó giống như là Talking Angela vậy đó. Em có thấy vậy không? Làm lại. Anh cà chớn xấu quá. Làm lại nha. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Lalacon. Các bạn thấy mình có dễ thương không? Dễ thương.
vườn cà chua ơi, các bạn có thích mình không? Nếu có thì các bạn hãy tặng cho mình một like nha. Yeah, tự hỏi tự trả lời luôn. Dễ thương quá. Ôi ôi, chị thấy hả, trong bảng hướng dẫn này các em đã có rất là nhiều trò chơi. Ví dụ như trò chơi vỗ nhanh nữa nè. Đó. Nhưng mà chị thấy á, cái trò chơi vỗ nhanh này á, nó khá là khó. Không biết là chị có chơi thành công hay không nữa. Nhưng mà thôi, chị nghĩ là chị sẽ phải tập. Mình sẽ tập trước khi mình chơi. Tại vì rất là dễ thua luôn á. Rồi, bây giờ cách dễ nhất nha. Mình sẽ đếm đến 30 giây, chắc chắn là Hachimo sẽ ngáy khò khò luôn. Dài và lo bò. Có vẻ là không hài lòng. Vậy là bạn ấy đang ngủ rồi các em ạ. Đó, bây giờ các em biết không, bạn Hachiwo này, bạn Lalacon này á, có một cái đặc điểm mà chị vô cùng yêu thích nữa, đó chính là bạn ấy có thể nở lại đó các em. Nở lại tức là sao? Tức là hả, chúng ta sẽ đặt bạn ấy vào đây. Đây lại. Đó, chị đã cho em ấy vào lại trong này rồi. Em ấy đang ngủ rất là sâu giấc luôn. Và một điều đặc biệt của Hachimowo này mà chị rất yêu thích, vô cùng yêu thích, mà chị nghĩ là cảm giác mỗi ngày á, chị sẽ ấp trứng và bạn Hachimo này nở ra và hát bài Hachi Birthday là cái cảm giác lại như ban đầu luôn. Thật là thích đúng không em? Bây giờ thì chị sẽ đánh thức bạn ấy để cho bạn ấy lại hát bài Hachi Birthday để tìm lại cảm giác lúc nãy nha. Và lúc mà bạn ấy nở ra như vậy, hát Happy Birthday, thì bạn ấy sẽ có một cái trạng thái khác nhau. Về cái màu mắt, ví dụ như là màu đỏ là đang tức giận nè, màu hồng là muốn được ôm ấp vuốt ve nè, rồi màu tím á, là đói bụng. Màu mồng kép á, là giống như là đang buồn ngủ vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại nhá. Hình như chị nói to bạn ấy lại thức dậy rồi đó các em. Mắt màu vàng rồi nè. Em thấy là bạn Hachimowo này thú vị không? Vô cùng thú vị đúng không? Chị thích quá. Nếu như mà các em thích em Hachimowo này thì chúng ta có thể mua tại cửa hàng My Kingdom nhé. Tại vì chị thấy là ngoài cửa hàng My Kingdom luôn cập nhật những cái đồ chơi mà mới mà chị rất là yêu thích. Rồi, chị nghĩ là video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các em thích bạn Hachimowo này, bạn Lalacon này thì các bạn nhớ bấm tặng cho bạn đi một like nha. Bye bye Kim, hẹn gặp lại Kim trong những video sau. Tối nay chị sẽ ôm em ấy đi ngủ.